Em với bé tí đi qua bên đây cãi nha cả nhà. Bữa nay thứ bảy, em với bé tí đi quay mình gãy cho cả nhà xem nha. À, bữa nay mấy đứa nhỏ nó không có đi học, không đi học nó chạy xe chơi. Giờ này xà lan chạy nè. Bé tí ơi, lại đây quay xà lan cho cả nhà xem nè con. Giờ này xà lan trên đó thì cây cầu kêu bằng cây cầu xiên á. Đi con ơi, rồi bắt đầu mình đi tiếp, đi tiếp quay ra cho cả nhà xem. Lâu với vậy đội đi qua gãy coi có cái gì ha cả nhà, coi có cái rau gì hay là trái gì quay cho cả nhà xem á. Tí ơi, mình loại cây cà na tí, mình loại cây cà na coi có trái không nha con. Giờ mình xuống mình coi cây cà na nha cả nhà. Xuống coi cây cà na. Có buồng chuối nè bé tí. Ở đây có mấy cây vú sữa mà người ta trồng không chưa có trái. Đây có buồng chuối già. Mình đi tiếp con ơi. Còn đây mấy cây đu đủ này chưa có trái cả nhà ơi. Mấy cây đu đủ chưa có trái. Lại coi cây cà na coi còn trái không. Ồ, có ai nướng cái gì thơm quá. Tí coi cái cây ai nướng vậy tí. Có đống lửa ngay cây cà na. Ồ, cây cà na hết trái rồi cả nhà ơi. Có bông còn bông nè. Chỉ mới có bông nữa nè. Đó, cây cà na có bông, có bông của nó nè cả nhà. Giờ mình đi quay lại đây con ơi. Ê, cây mai này, cây mai chiến thị. Giờ nó nở nè cả nhà. Ồ, không phải mai chiến thị mà mai này mai vườn. Nè cái trái của nó nè cả nhà, cái hạt của nó nè. Cái bông mai. Ồ, có cây cóc. Có cây cóc, ở đây có cây cóc trái nè. Ồ, cây cóc này nó nhỏ mà trái quá nè cả nhà. Bên đây qua đây có cây cóc này cả nhà, trái nè. Cái cốc này cũng nhỏ cái nhà ha. Bây giờ mình đi tiếp tục cái nhà. Bây giờ có em gái đi qua tiếp tế rồi. Nãy em gái đang làm công chuyện. Rồi giờ mình đi cưng ơi. Đi dài dài lên trên gãy của cưng ơi, có cái trái gì không? Em quay cho chị đứng ngay trắng buồn chuối này thấy đẹp quá nè. Cả nhà thấy cây nhà nó vườn chưa, đi quay phim mà lên đây là gặp nhà người quen này cứ vô ăn thoải mái nha. Bé tí kìa, bé tí kìa, lấy thịt cho bé tí, xong lấy đôi đũa, thôi lấy tay luôn đi, cây nhà lá vườn mà. Dạ, nãy con quay rồi đó Út. Trời, nè bé tí nè hả, không ra mẹ đút nè. Bé tí đồ gói nữa nha. Kìa, lấy cái cho cháu nữa đi.
Vậy tí nhiêu ăn được rồi con? Trời thịt nó ngon rồi kìa. Tí ăn tí. Trời tí gói này kìa tí kìa. 1, 2, 3. Trời ơi bây giờ biết tí biết. Biết gói nó chùi 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 nữa nha. Cả nhà con lấy cái nón lên chút. Lấy nón lên. Rồi cho cả nhà xem coi. Đó bé tí nè. 1, 2, 3. Đó. Đó. Đúng là cây nhà lá vườn hết cả nhà. À cái này nướng mà nãy giờ không quay cho cả nhà xem, cái này là bằng cái ton. Cái ton mình lợp nhà cả nhà. Xe cái tí. Nhà có ton sáng được nha. Rồi cái trứng cá, trứng cá nó. Rồi bây giờ mình đi tiếp nè. Đúng là cây nhà lá vườn nha cả nhà. Ó đi lên gãy quay nó đó đây đó út đó. Cái nhà thông cảm nghe, em không có quay mặt kênh. Con cản nè, thằng nó bán tay, nó đem tay lên để đóng luôn vậy đó, vừa nhậu vừa bán tay luôn à. Em kêu kìa tí vừa ăn vừa đi vậy nè cái nhà nó ở quê là vậy đó. Nó tí quay qua cái đi, tí ăn cho cả nhà xem coi. Ồ vui quá cả nhà ơi. Bữa nay á tính đi á gần ở dưới kia cây cà na thôi cả nhà. Mà giờ mà cả nhà rồi nè, em quay cho cả nhà theo rồi nè, đường vắng rồi nè cả nhà thấy không. Đi nè, đi nè, đi. Ấy bây giờ mình không có lên nhà gãy em gái mà mình đi qua cái chỗ dỡ phải từ cả nhà ơi. Tại vì có người, có mấy đứa em đó, còn á mình đi vô trong nhà em gái á thì cũng hơi sợ. Bữa nay lội bộ á, cả nhà không dám đi xe nha. Tại vì á đi xe không được đâu cả nhà ơi, vắng quá sợ mắc xe á. Đi bộ cái nhà ơi, đi bộ nó hơi mệt. Tại vì cũng hơi xa cái nhà. Rồi. Đường qua gãy đâu rồi? Đó cái nhà, để em quay cái đường qua gãy cho cái nhà xem vô trong nè. Đó cái nhà thấy không? Đó cái đường này nó vắng lắm cái nhà thấy không? Đi mà hả có hơi không có người á là sợ lắm. Sợ con trộm cái nhà, con trộm kiểu như là còn ác đó, chứ không phải là sợ mấy con ma lại gì hết. Bữa nay cỏ quá trời cưng. Cỏ quá nhiều mà mạt hơn hả? Ừ. Ở nhà thấy không? Cái này là mình không có lấy bọc nè. Nếu mà có phải từ là lột nón ra luôn á. Lột nón, lột áo. Gừng hả chứ không phải phải từ hả? Rồi đó bữa nay đi qua coi coi có phải từ đặng mót á về ăn hết cả nhà. Có không cưng, có phải từ không? Tao cho cả nhà xem ơi, có phải từ nữa nè cả nhà. Thấy hàm quá nè cả nhà, bữa nay á mình đi có bé tí với em gái thôi nên không có rủ thêm bé giàu và khoai tây đâu. Bé đứa nhỏ mà nó biết mình vậy hả, mình không đi ra đó nó la dậy chứ cha. Rồi nó cả nhà thấy không, đây đẹp. Con đưa lên cho cả nhà xem ơi, con củ bự không? Trời ơi coi kìa, được hai củ bự nè cả nhà. Ờ à, còn không con? Hai cái hai cái nè. Ờ à. Rồi được ba củ luôn, kiểu mấy tí. Ồ, bốn củ bự luôn đó. Rồi. Bốn cái rồi kìa. Rồi em gái đựng như vậy. Đây. Mới đây mà cũng đựng nhiêu rồi nè cả nhà. Đó bây giờ mình gom lại chảo ha. Rồi, con để xuống đi con. À. Cảm giác này quay lại vui quá cả nhà. Nhưng mà phải có thêm mấy đứa cháu nó đông đông nha. Nó bây giờ là
không có lấy bọc cái nhà ơi. Ờ, đựng trong cái nón luôn á cả nhà. Bữa nay không có lấy cái bọc gì thêm nên hả, lấy cái nón rồi lấy củ bự bự không cả nhà, không lấy củ nhỏ nữa. Ồ, thấy hàng quá chàng. Ôi thấy cưng quá à, coi nè. Tí cầm cái kìa chàng. Nhóm của trường tí giật giật lên cục đó còn kìa tí. Tí cầu nữa kìa con. Ừ, đúng rồi đó. Vui quá à. Kìa tí còn củ đó cũng bự đó con, lấy củ đó đi con. Ờ, hai củ luôn á. Trời vui quá à, giục vô chân. Đụng vô giục vô. Bữa nay là lấy củ bự bự luôn á, cái nhà của nhỏ là không lấy luôn á. Nhà này có xà lan rồi chạy dữ rồi. Củ bự bự không cả nhà ơi, coi kìa. Ồ, còn nó kìa cân, còn chung chùm nó nhiều lắm. Em trai nó đào hoa lan rồi ha, cái nhà mình không có thời gian để quay cho cái nhà xem á, nên cả nhà thông cảm nha. Trời ơi coi nè, tí ơi, tí à, tí, tí phải củ bự lắm nè tí. Nè củ bự nè con. Ồ. Nè củ bự không nè? Nè. À, tí. Nè tí tí. Ý kìa. Củ nhỏ lấy luôn đi. Đó. Nè tí bùng kìa. Kìa kìa sao lưng con nữa kìa tí. Đây nè. Đây hả? Ừ. Rồi củ bự thấy ham quá hả? Nhóc ơi. Trời, nhóc chuột chuột củ bự không đây tí. Tí ơi, cái nè 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 con đây nè. Ừ biết rồi. Củ bự quá này cả nhà. Đó. Ơi, tí 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 rồi, tí rồi, tí rồi nè. Nè. À. Củ bự với tí rồi. À, con phải để dưới này nè, cái tay con để dưới cho cả nhà xem á. Ừ. Cái tí phải củ bự lắm cả nhà, mà đắt á. Cái tí phải cạy ra gì đó mới được một củ khoai hết cả nhà. À, được ba củ bự luôn. Đó, kìa này con củ nãy nè. Thấy hàng quá cả nhà ơi. Cái này mà mấy đứa ơi, bé Tây bây giờ nó thấy nó mê chết luôn rồi. Rồi chưa con? Rồi bỏ con nón đi, con đem lại bỏ con nón nha. Nặng nha. Nặng nha, bé Tiết kìa. Được hai củ bự cái nặng nha. Xinh quá à. Tí biết mở không? Hồi tay dơ dữ lắm luôn á. Trời kìa, tí hào quá cả nhà kìa. Chiếc này dơ mảnh rồi. Nó em gái lấy củ bự bự. Trời ơi, củ bự quá. Củ này bự quá trời bự nè cả nhà. Ê con lấy củ phai thôi, con đừng gỡ đắt như vậy, con gỡ củ phai ra là nó ra hả con? Bẻ ra. Ờ. Ờ ok. Bé tí chưa có gành về ấy phai này à. Bé tí giục ra luôn như là chụp ra cho quay á cả nhà. Đó. Bởi vì bữa nay là nó lấy củ bự không đó cả nhà, củ nhỏ là không lấy luôn á. Kìa kìa trong tay của cưng kìa Trang, củ bự đó. À, chị thấy rồi đó. Ôi vậy hả? Nó cái củ bự gõ gàng mà nó được củ bự đó. Ồ, đây ở đây là được nửa củ không? Đó, đâu coi thứ ơi. Ồ, kìa, được nửa củ. Củ mẹ được hả? Chị con coi coi còn trong đó không? Nó còn kìa, đặt lên. Ôi, nửa củ nữa rồi. Đó, có nửa củ đó. Nó bung lên nè. Ồ. Có thấy à mời cả nhà ơi. Bữa nay là củ nhỏ không lấy luôn á. Củ bự lấy thôi. Củ bự lấy thôi. Củ nhỏ. Cảm ơn, cảm ơn. Đúng là nhà nông mà. Đâu đâu củ khoai ngọt cho lên coi cho cả nhà xem ơi. Ồ. Kìa củ khoai ngọt nữa kìa cả nhà.
giơ lên cho cả nhà xem coi, đằng kia bằng phai mỡ đó. Cái nhà thấy ở đây nguyên cái vườn chuối nè, quang trắng vậy nè cả nhà. Nó trời cô bự quá cả nhà ơi, coi nè tí ơi, cô bự quá nè tí nè, cô bự nè, con ở dưới này nè bự quá à. Vui quá cả nhà ơi. Ừ đâu con lặt cây nè, dưới cây mấy cái củ này có hai lụm nữa nè, con cầm luôn ơi. Hết rồi con, hết rồi con nè. Đó, vui quá cái nhà ơi. Đi qua đây nè, hai chị em với bé Tí thấy cảm giác vui quá cái nhà. Đó, nó cái gì nói đó, có củ bự mà đó. Thôi bây giờ á, mình không có đồ đựng cái nhà, bây giờ mình đầy một cái nón rồi thôi, mình về nghe cả nhà. Đâu rồi, mới nãy mới của mình nãy nó đâu, con gom lại ai. Rồi đi lại gom. Đi lại gom rồi đặng mình về cả nhà ơi. Bành cái nón luôn rồi. Cây nhà lá vườn. Ủa đâu rồi? Ủa mới nãy mình bỏ một bọc, bỏ cái quên cái dấu luôn đó cả nhà. Rồi với Tí lụm vô. Không có. Với Tí thích quá trời cây cả nhà. Thế sao chứ? Có lợi ở trắng không? Tí không phóng bên kia Tí. Quá nhiều luôn ha. Rồi. Thế con nổi đây Tí đặng lụm khoai. Chết cay quá. Đón chào con luôn. Đang ngồi với mẹ đi Tí rồi lụm vô. Thế nào mới này cái nhà con dơ lên nghe mấy Tí. Rồi bây giờ em và em gái á, và mấy Tí với cái nhà, và đi mốt khoai cho cái nhà xem là được một nón với cái nhà, giờ mình đủ ăn rồi mình hẹn lại video tiếp theo cái nhà ơi. Nếu cái nhà thương yêu kênh của Dung Dở Vlog và em gái và mấy Tí, cái nhà nhớ đăng ký kênh gì đây cho Dung Dở Vlog một like, cái nhà nhớ xem video tiếp theo cái nhà ơi. Cảm ơn cái nhà rất nhiều, bye bye cái nhà. Có Vĩnh Hàm nón. Bây giờ bắt đầu mình về thôi. Bỏ vô một miếng muối nha cái nhà. Giờ mình đậy nắp lại. Một chút xíu nữa là mình có khoai ăn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, nó chín ngon coi nè. Ôi, trứng tươi, trứng nõn luôn. Bây giờ mình chắc nước ra. Trời ơi, khó nhiều nước liền luôn. Ôi, trứng tươi, trứng nõn cả nhà luôn coi nè. Ôi, nó ngon. Ý, nó mềm sụm, mềm xẹo luôn rồi. Nóng. Nóng. Mấy cái khúc đứt đứt lại ngon quá. Nóng quá. Bóp tay cho cả nhà thấy. Ôi, khoai gì mà nó ngon quá trời ơi. Nó mềm mập má ơi.